Một hai. Nãy con gặp con cá ở đâu? Ở trong đường bay. Ở trên tường. Ở trong đường dán. Ở trong đường rồi. Con cá gì? Con cá chép. Giỏi. Ở trong đường rồi. Rồi nó có bơi được không? Bơi. Bơi được kìa. Bơi. Con làm cá nó bơi hay gì? Con ngã bơi. Ai con nhầm? Ai con? Con cơm chưa? Con cơm rồi. Ăn cơm ngoan không? Ăn cơm à. Kem đâu rồi? Kem đâu? Chơi xe thằng cẩu đi. Xe máy xúc đâu?